Nè 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 nè, vào đây vào đây đi, vào đây mấy bà lấy công bằng lại cho tôi đi. Ai nói người đàn ông không biết vào bếp đâu chứ? Bữa nay tôi vào bếp tôi làm cá rô kho thơm nè. Rồi, bây giờ nào tôi có ba con cá rô nè. Đó ba con cá rô tôi bắt đầu tẩm ướp cho mấy bà coi nè. Đó tôi sẽ tẩm ướp nè. À, công thức tôi đã ghi lên màn hình nha, mấy bà vui lòng tham khảo giúp giúp tôi nha. À, tôi sẽ ướp con cá này trong vòng 15 phút nha. Rồi, bây giờ quay trở lại nè, tôi chuẩn bị một cái chảo nè. Đó, chuẩn bị một cái chảo tôi cho một muỗng đường nè, một muỗng dầu ăn nè. Đó, tôi sẽ thắng cái nước đường này đến khi nào ngã màu cánh gián nè. Rồi nè, 1 2 3 là mấy bà coi nè, xèo. Đó, đó tôi làm cái xèo cái là tôi biết ngon hay dở gì là tôi biết ngon rồi đó. Đó, bây giờ tôi cho vô một chén nước nè, là tôi sẽ đun lửa thật cao nha. Đun lửa thật cao đến khi nào nó sôi lên là tôi sẽ đổ đổ cái thơm vô nè. Đó, mấy mấy bà coi đi đó, đó tôi làm được như vậy nó có được hay không? À, kệ kệ cha nó mặn hay lạt gì đó, tôi làm tôi ăn. Đó, ai không ăn kệ họ. Rồi, được cái mấy bà thấy chưa, rất là ngon luôn thấy chưa? Thấy cái khúc này tôi nghe cái lỗ mũi tôi nó muốn tét cái nắp tôi nó giật bạc 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 rồi đó. Đó mấy bà thấy có ngon không?